Đây là rắn huyết lào nha các bạn, nhiều người còn gọi là rắn giả cạp nông. Vì ngoại hình có phanh vàng đen như rắn cạp nông. Thực chất đây là loài rắn không có độc, thuộc họ rắn nước. Đặc điểm nhận dạng. Thân màu đen được chia ra bởi 13 đến 29 phanh màu vàng và 8 đến 18 phanh vàng đen ở phần đuôi. Các phanh màu đen, vàng ở phía trước rộng hơn các phanh phía sau. Các phanh màu vàng ở phía càng gần đuôi có xu hướng hẹp lại so với các phanh màu đen. Mặt bụng màu trắng, rắn huyết lào thường tìm kiếm thức ăn vào ban đêm. Ban ngày thường giấu mình dưới các đống đổ nát, trong bóng râm vào ban ngày. Chúng ăn thằn lằn, ếch, nhái, đôi khi cá các loài thú nhỏ. Đây là loài có ích cho nông nghiệp. Phân bố các tỉnh Việt Nam như Quảng Nam, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Đồng Nai.